mọi người đã quay trở lại với channel của Na. Và ngày hôm nay thì sẽ là một video về Shopee House để chào mừng cái đợt sale siêu siêu lớn từ Shopee, đó là 8 tháng 8 sắp tới. Thì Na đã ra video này để mà gợi ý cho mọi người những cái món đồ mà mọi người thể mua trong đợt sale đó. Và cực kỳ là những cái sản phẩm ngày hôm nay thì phải nói là cực kỳ ưu đãi và có rất là nhiều mã voucher, những cái ưu đãi đặc biệt cho những sản phẩm ngày hôm nay. Và thương hiệu ngày hôm nay đang muốn giới thiệu với mọi người vẫn là Lovito. Trước khi bước vào video thì Na sẽ gửi đến mọi người một cái mã mọi người thể add vào để mà có thể được sale nhiều nhất trong cái đơn hàng của mình. Hãy nhanh tay nha. Và ở đây thì Na có hai cái bưu phẩm, một cái nhỏ và một cái to đến từ Lovito. Để trước khi bước vào video haul ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khui cái video này ra trước nha, khui cái bưu phẩm này ra trước nha. Ở đây thì Na có hai cái bưu phẩm, một cái bưu phẩm lớn và một cái bưu phẩm nhỏ. Bây giờ thì Na sẽ khui nó ra để mọi người cùng xem thì Na đã mua gì nha. Na đã mua cực kỳ nhiều sản phẩm cho cái đợt haul lần này luôn. Mọi người có háo hức không? Trong đợt haul này thì không chỉ có quần áo mà còn có cả túi xách nữa đó nha. Tổng cộng thì trong đợt haul này thì Na đã mua tổng cộng là 13 sản phẩm. Và bây giờ thì Na sẽ khui ra cho mọi người xem. Với số lượng quá nhiều nên là Na sẽ chia video này thành 2 phần để mà có thể haul hết tất cả những sản phẩm mà Na đã mua để mọi người có thể tham khảo nha. Mở đầu cho cái đợt haul của video này thì Na sẽ giới thiệu cho mọi người một em túi xách. Em này á, thì mọi người sẽ thấy là em này có màu trắng và chất của em này là chất giả da nha mọi người. Và Na nghĩ là cái chất này khi mà dính bẩn thì mọi người chỉ cần dùng một cái khăn ướt có thể lau qua được. Ở đây thì cái thiết kế của em này là dạng khúc hít 500. Ở phía trong á, thì em nó chỉ có một cái ngăn duy nhất. Và em này thì rất là nhỏ gọn nên là mọi người thể bỏ được khá là nhiều đồ một chút, nhưng mà với cái size của em á thì mọi người chỉ nên bỏ điện thoại hoặc là những cái đồ linh tinh mà mọi người thành mang đi, và không thì cái size của em nó thì cũng khá là nhỏ nhắn thôi mọi người. Và cái dây của em nó thì được điểm xuyến một cái này rất là xinh, đó là một cái sợi dây thắt nơ nhìn nó rất là bánh bèo luôn. Và với cái thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn và với cái màu của em này á thì mọi người có thể dễ dàng phối với tất cả các outfit luôn. Và đặc biệt đó là trên web thì Na có thấy là em này có tới 3 màu, màu trắng, đen và một màu gì đó nữa. Thì cái màu này ở phía bên ngoài thì nó cũng không có bị trắng quá đó mọi người, nó giống như màu kem hơn. Và cực kỳ xinh luôn, và Na sẽ để giá ở đây để mọi người có thể tham khảo. Và cái giá mà Na để ở đây thì là cái giá mà Na có thể chụp được hiện tại. Và có thể vào mùa sale thì cái giá này nó sẽ rớt xuống nữa. Vậy nên là mọi người có thể bỏ em nó vào giỏ hàng và đợi tới khi dịp sale thì cái giá nó sẽ thấp xuống để mọi người thể mua được. Và bên cạnh đó thì mọi người có thể add thêm các voucher giảm giá free ship nha. Và em này thì cực kỳ xinh luôn, em đã phối với rất là nhiều outfit nên mọi người hãy cân nhắc em này nha. Okay, tiếp theo thì Na sẽ giới thiệu tới mọi người một cái set. Cái này là cái set đồ. Video mà đợt haul lần trước á thì có rất là nhiều bạn nói với Na là chị ơi mình có thể lên những cái set đồ không, tại vì em cũng không có nhiều đồ để mà phối lắm. Thì đương nhiên là có thể rồi. Ở đây thì Na có một cái set như thế này. Đây. Cái set của em này thì là một cái váy baby doll và một cái quần đùi. Thì cái dây váy baby doll này á thì mọi người có thể tự thắt nơ được nha. Đây, Na sẽ thắt vào để mọi người hình dung được cái dáng váy của em nó. Thì cái này mọi người sẽ điều chỉnh được cái độ dài, độ ngắn của cái tay áo luôn, mà mọi người không cần phải quá suy nghĩ là nó có vừa với mình không. Tại vì em này thì chỉ có duy nhất một size, và nó thấy là cái size của em nó cũng khá là bự. Đây nè, đây là cái váy baby doll. Cái này là cái áo nhưng mà nhìn nó khá là dài, mọi người sẽ làm thành cái váy được mọi người. Thì cái dáng của em này á, là dạng free size và rất là mát, rất là kiểu cái dáng của em nó rất là free size và mọi người có thể dễ dàng đi du lịch đó, rất là thoải mái. Và cái chất vải của em này thì khá là nổi, đó là cái chất của em nó nổi lên đó mọi người, nên là mọi người rờ vào nó có cảm giác như là
Nó không có được bằng phẳng, nó rất là nổi lên. Và Na nghĩ là cái họa tiết này thì nó đang khiến cho cái em váy này trở nên đặc biệt hơn. Bên cạnh đó thì em này kèm theo một cái quần short, quần đùi màu trắng để mọi người thay mặc ở phía bên trong. Em này á, thì là chất lưng thun nên là dễ dàng co giãn và rất là phù hợp với những bạn nào mà có vòng eo khá là to như đây. Và đặc biệt là cái áo này thì nó cũng che được cái phần bụng nên là mọi người yên tâm nha. Bên cạnh đó thì cái quần này nó có một cái điểm nhỏ, đó là nó không có túi, vậy nên là mọi người sẽ rất là bất tiện. Nhưng mà ta nghĩ là cái set này mọi người thể dùng để đi dạo phố nè, hoặc là đi ăn, hoặc là đi chơi, hoặc là đi dạo biển. Nói chung là em này rất là phù hợp với tất cả các tình huống này, nên là mọi người có thể dễ dàng xài sử dụng được nha. Cái đợt haul lần trước á thì Na chỉ lên toàn crop top thôi và không có một cái áo thun nào hết. Vậy nên là trong cái đợt haul lần này thì Na đã mua một cái áo thun. Và Na khá là hối hận là tại vì sao Na không đặt nhiều hơn á mọi người. Tại vì cái chất vải của em này rất là co giãn và mềm. Mọi người có thể thấy được là cái chất của em này rất là mềm luôn. Và bên cạnh đó thì hình in rất là sắc nét và rất là đẹp. Cái size này hình như là em áo này còn được chọn size á mọi người. Hình như là không được chọn. Na không nhớ nữa, đại khái là cái size này là size M hay size L ta, hoặc là free size gì đó. Nhưng mà mọi người thấy là cái áo rất là rộng và rất là thoải mái, và hình in ở trên đây thì rất là sắc nét và cái màu rất là đẹp. Và đang nghĩ với cái chất liệu in này thì nó không có bị chóc ra khi mà mọi người giặt quần áo đó mọi người. Nó rất là ok. Và Na rất là thích cái áo này trong cái đợt haul này, tại vì mọi người thấy được là nó co giãn và cái chất vải rất là mát, và đặc biệt là cái hình in rất là đẹp luôn. Nên là mọi người phải mua áo thun của cái shop này nha. Tại vì Na thấy là em nó rất là chất lượng luôn ấy. Đương nhiên là Lovito rất là nổi tiếng với các loại áo crop top. Vậy nên là đợt haul lần này thì chúng ta cũng sẽ có crop top nha. Đây là em crop top đầu tiên. Ở trên đây thì có một cái hình in màu xám. Đây là hình của các thiên thần. Và cái áo này á, thì nó là màu trắng rất là đơn sơ luôn, nhưng mà nó được điểm xuyến với màu xanh ở cả hai tay áo và ở phần cổ áo. Chất vải của em này thì rất là co giãn, và mọi người sẽ thấy được cái len của em này giống như là áo len tâm á mọi người. Và mặc cái áo này thì rất là mát, tại vì Na có rất là nhiều áo với chất liệu này và Na cực kỳ thích. Và cái size của em này thì nó cũng rất là không có phải bị nhỏ quá, nó sẽ không có bị ôm vào người của mọi người. Và đặc biệt bên cạnh đó là cái áo này mặc dù là crop top nhưng mà em nó cũng không có ngắn lắm, nên là mọi người thể diện được trên mọi mặt trận nha. Nó không có bị kiểu như là phản cảm quá đâu, tại vì cái tay áo và cái cổ áo của em nó cũng rất là kín đáo luôn ấy. Tiếp đến thì Na sẽ giới thiệu cho mọi người một cái áo crop top nữa. Thì áo này chất của em nó vẫn là len giống như là em vừa rồi, nhưng cái len của em này thì nó nổi lên và nhìn giống len tâm hơn. Và chất của em này thì cũng rất là co giãn. Và em này thì có in một cái hình một chú bướm ở phía trước ngực như thế này. Và bên cạnh đó thì em này là một cái áo màu trắng, và em nó được điểm xuyến những cái vải được bo chun như thế này. Mọi người có thể nhìn được là nó không có thẳng mà nó sẽ gấp rút. Nhìn cái này nó rất là tinh tế, mọi người nhìn rất là dễ thương luôn. Và cái chỉ màu xanh này sẽ được chạy vào hai bên tay và bên dưới của áo, nên nhìn rất là đẹp. Đây, mọi người thấy được là chất của em nó rất là co giãn luôn á. Và cuối cùng trong đợt haul ngày hôm nay thì Na có duy nhất một cái quần short. Trong cái đợt haul vừa rồi thì Na rất là khá là ghiền các mẫu quần short bên Lovito. Vậy nên là đương nhiên là video tuần này thì Na vẫn sẽ có quần short rồi. Em này là một cái quần short màu đen, không có điểm nhấn gì cả. Nhưng mà mọi người thấy được cái form của em này cực kỳ xinh luôn. Và đặc biệt là em này thì thiết kế là sẽ là cài khuy như thế này, và đặc biệt là em nó không cần phải có size mọi người ơi, tại vì phía sau của em nó là được bo chun như thế này, nên là mọi người cho dù là nhỏ hay là lớn thì mọi người đều có thể mặc được cái size này, tại vì ở phía sau em nó có bo chun đó, nên là mọi người không sợ bị chật nha. Và đặc biệt là hai bên của em nó đều có túi. Và em này thì mọi người phối với một cái áo
một cả thun ở phía trong và bên ngoài khoác thêm một blazer màu đen nữa thì phải nói là cực kỳ xinh luôn. Và đặc biệt là cái quần short này thì em nó cũng không có bị quá dài đâu mọi người, và em nó cũng không có bị quá ngắn, em mà chắc là trên đầu gối một chút. Ok, và với thời lượng video hơi ngắn một chút thì Na không thể nào hao hết được cái đống đồ ngày hôm nay này đã khui, vậy nên là Na sẽ chia video này thành phần 1 và mọi người hãy chờ đón phần 2 nha. Và video của Na đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tuần sau. Bye bye.